Là những nghệ sĩ, chúng ta sẽ chơi một cách từ tốn nhã nhặn, và chúng tôi cũng xin nhắc lại hai bạn nữ đang ngồi, chúng ta nên đứng đi chứ nó lui lui hồi nó dậm vô người đó. Rồi, đây là từ khóa. Cái này dễ nha. Biết rồi. Dễ dàng. 3, 2, 1, vô. Anh Lực ơi, làm sao? Đổi lên, anh Lực ơi. Lên tiếng ơi. Tung quả mù liền anh ơi. Nói chồng nha, thấy có xuất sắc là chị em nhiều quá nha. Hết đâu mục tiêu rồi anh Lực. Bạn ơi, bạn xỉu rồi hả bạn Lực? Lên tiếng đi bạn ơi. Bị chống mặt quá bạn ơi. Thời gian chờ đợi bé thì thấy được. Hey. Cái gì? Ồ, mà làm bé nó giật chết rồi. Sao rồi bạn ơi? Đó, đó. Té. Người ta thường nói là chở mặt nhanh hơn cái gì? Chở mặt nhanh hơn cái gì? Chở mặt nhanh hơn cái gì? Bánh tráng. Đúng rồi. Tự nhiên chở bạn chơi bánh tráng. Không, tôi chở mặt cho lắm. Trên mạng ta hay nói là chở mặt nhanh hơn người yêu cũ của bạn đó. Anh chỉ cần anh liệt kê ra một tên, một hồi ai đó là nói. Anh Đức cho rồi. Nói anh Đức cho rồi. Trời ơi. Anh nhiệt tình luôn á. Như vậy là ở lượt đầu tiên, tỷ số hiện tại là 1-0. Bây giờ là cặp tiếp theo, xin mời chị với Ngân đi. Bây giờ mời hai bạn xoay lưng với nhau. Rồi, sẵn sàng chưa? Ủa sao chị già chị với anh Vinh vậy? Ê, bậy á. Có đâu, nói gì trời. Thưa quý vị, hiện tại hai người chị của chúng tôi đã có hai thông tin. Và trò chơi bắt đầu, vô. Bạn Ngân ơi. Ơi, bạn Ngọc. Đừng bạn em ơi. Khói lượng của em đi Ngân. Bạn Ngọc á, bạn Ngọc không biết được. Tôi là tôi không biết gì ra, tôi để tay đây sẵn nha. Đạt chưa? Bạn Ngọc. Để đây. Cho tôi kéo với bạn. Tôi để tay đây sẵn, tôi không biết gì hết nha. Bạn Ngọc ơi. Ngân, chiến thuật hồi nãy anh bày với em đâu Ngân? Cái gì vậy? Cái gì la quá vậy? Không có được đụng tay vô cái từ khóa. Bỏ tay là khỏi từ khóa. Ai không được đụng? Hai đứa đó bị đụng tay từ khóa. Đụng cái gì cũng được, không được đụng tay từ khóa. Một bài hát của Trúc Nhân, 3 chữ. Cái gì? Một bài hát của Trúc Nhân. Sáng mắt chưa? Không, trước đó, rất là tiếng. Sao nó đụng tay là sao thấy? 1, 2, 3. Mẹ gì đó, bày gì mẹ? Không được đụng tay. Ôm tay là sao thấy? Tiếp là số thứ mấy? Buông tay ra. 1, 2, 3 số kế tiếp là số thứ mấy? 3, 3, 3. Nước cam. Thưa quý vị, như vậy là Ngân đưa thông tin là bài hát của Trúc Nhân 1, 2, 3 là 4 chữ lắm. Thì hiện tại tỷ số sau 2 lượt là huề nhau. Lượt cuối cùng sẽ phân thắng bại. Nhưng thưa quý vị,